Em nằm mơ thấy ông với em nằm chung chiếu, là bên em mà đã nằm chung chiếu với nhau là chỉ có vợ chồng. Gia đình bên chồng đầy đủ mà bên mình thì lại không có mẹ đi. Người phụ nữ rất quan trọng trong đời mình. Thì lúc đó cái cảm xúc của em như thế nào? Lúc đó là em cảm giác rất là tủi thân. Cực kỳ thích cái màu này nha. Cái màu hồng đất này nè. Cái này gọi là hồng đất hả chị? Hồng đất á. Chào hai vợ chồng đã đến với chương trình Vợ Chồng Son phiên bản lớp. Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Tấn Mẫn, năm nay em 34 tuổi và em công tác trong ngành ngân hàng. Em ở quận mấy? Vợ chồng em thì đang ở quận 7. Thích quá à, thích cái huy hiệu mà cài ở trên cái áo vest của anh. Dạ em cảm ơn anh. Nó có ý gì không vậy? Dạ không ạ. Có ý nghĩa chứ. Dạ hả? Dạ. Do vợ em thì chuẩn bị đồ cho em để đến quay ngày hôm nay á. Còn một ý nghĩa là anh luôn là hoàng tử bé trong tim em. Hoàng tử của hoàng tử. Dễ thương hóa. Suối liền nó mua nha. Ủa sao chị không tặng em đi? Để mãi mãi em là một hoàng tử bé trong lòng của chị một. Nghĩ hả? À, là chị một mãi trong tim em. Để suy nghĩ, suy nghĩ lại. Mà làm mà. Suy nghĩ. Rồi giờ mời em. Dạ, em tên là Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng, năm nay em 34 tuổi. Công việc của em là làm kinh doanh tự do. Cái tên của em mà mỗi lần mà kiểm tra đó em viết rồi nó đủ chỗ không? Dạ em viết thiếu chỗ nên là em phải xin giấy 2-3 lần lận. Cái tên đó là ý tưởng của ba hay của mẹ? Dạ cái tên này là vì em có hai chị em sinh đôi. Mà em là người chăm, là mẫu hệ. Thì cả nhà em là 5 người kia là đều mang họ của ba. Thì chỉ có hai đứa sinh đôi con gái mang tên của mẹ, và tên Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng, để cho cuộc đời là luôn luôn là có một sự chiến thắng khải hoàng, để cuộc sống sau này nó tốt đẹp hơn. Ồ, hay quá. Tức là Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng. Wow, nó tới 6 từ lận đó. 6 từ đó, rồi gì? Vậy là mình có thể đoán được á, em đoán được á. Là bạn này, chắc là bạn để ý bạn này là chắc do cái tên đó. Đúng rồi. Đây nè, đi vô ngân hàng, vay tiền hoặc là gửi tiền gì đó. Khải Hoàng đi vô vay tiền đúng không? Coi như đi vô ngân hàng gặp ông này. Hai đứa quen nhau trong ngân hàng đúng không? Dạ không ạ, không có liên quan ạ. Em thì học về chuyên ngành và làm trong ngân hàng. Còn vợ em là bên chuyên ngành và bên điều dưỡng. Bây giờ kinh doanh gì? Chuyên về mặt hàng phong thủy ạ. Em biết cô bối không? Hoặc là biết không, biết có... chút xíu vô chị em mình gặp. Hoặc là em quen nhau là vì vậy đó. Không có cái khả năng ngoại cảm đặc biệt á. Là sao, kể gì nghe dạ. Coi Hồi đó là em 26 tuổi á. Thì em đi làm bên ngân hàng được 2 năm rồi. Cái đợt đó em gặp một cái sự cố ở trong gọi là trong cái chỗ em ở trọ, mất cắp trong phòng trọ là em. Thì mọi người nghĩ là em, thì nói chung là mình cũng rất là khó chịu và tủi thân á, đúng rồi, tủi thân mà ức nữa. Thì em mới lên cơ quan, thì em kể với một người chị đồng nghiệp, thì chị nói là chị có bé em là học trò, thì em hỏi bé thử bé nó có giúp được gì cho em hay không. Thì em mới xin số điện thoại của vợ em. Thì chiều đó thì em mới điện cho cổ, em cũng kể ra cái sự việc là có một nhóm bạn ngủ phòng trọ với nhau, nhưng mà sáng ra thì một cái điện thoại rất là giá trị 18 triệu bị mất. Thì bây giờ mọi người lại nghĩ là Mẫn có cái gì xem hỗ trợ Mẫn được không. Hay quá. Thì Hoàng mới kêu là ok được, có gì ngày mai Hoàng sẽ ghé qua. Sau thì Hoàng có ghé qua bên chỗ trọ của em, thì Hoàng mới nói ngay cái bạn mà lấy là ai. Em giúp một ai á, em không cần người ta nhớ ơn, mà chỉ cần là xung quanh em thấy tất cả mọi người đều có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc là em vui lắm rồi. Dạ. Rồi chị hỏi nè, sau cái hôm mà em giúp thì là hai đứa có nảy sinh tình cảm ngay cái hôm đó hay không? Thật ra lúc mà em giúp bạn này xong á, là lúc đó em nói á, là tôi giúp là tôi không có cần trả ơn gì hết, cho tôi ăn một bữa cơm và uống ly cà phê là xong chuyện. Lần thứ hai ổng lại mời cà phê nữa, xong em nói là nhìn mặt thằng này tội quá, chắc là con số chết yểu, 31 tuổi là chết. Trời ơi, một người tốt bụng dễ thương vậy tại sao lại chết sớm. Thôi bây giờ là đầu tiên mình sẽ làm mai cho. Lúc đó em rất là tự ti về bản thân, và em lại nghĩ là mình là người chăm, mà ổng là xung quanh toàn là người hot girl mà là còn có công việc ổn định nữa. Thì em không bao giờ em nghĩ luôn, cái em mới giới thiệu cho ảnh một cô bé sinh viên luật cũng rất là dễ thương. Ảnh đi chơi một lần, hôm sau ảnh nói là tôi không có thích bé này lắm, lần sau đi chơi á một mình tôi đi với bà thì được. Đi lần thứ ba thì em nói là thích người ta mà không dám nói thì thôi tôi đi tôi nói luôn. Ông nói ông có người yêu chưa, ông nói chưa thì thử quen tôi đi, được thì cưới, không được thì thôi.
Xong bây giờ mình thử làm người yêu giả nha. Là em chủ động luôn. Dạ em chủ động trong vòng một tuần là làm người yêu giả. Xong em nói hôn tôi đi, thử hôn đi có cảm giác không? Không, không. Dạ có chứ. Có mày anh kể đi. Sao đâu kể đi. Dạ thì hồi đó là gặp Hoàng thì em cũng rất là mến, nên là em mời đi cà phê đâu đó 2-3 lần á, thì tự nhiên mình thấy rất là quý cô này. Hiền lành, thật thà và không có một cái sự toan tính vụ lợi gì trong suy nghĩ của cổ hết. Em cũng chỉ là từ từ thôi, nắm tay đi chơi thôi, thì cổ lại đề xuất là hung. Thì cổ chủ động thì em cũng hung thử. Hung quan, hung liền không hay là? Suy nghĩ chút xíu rồi hung ngay thôi. Hung má, hung môi. Hung môi luôn. Hung cũng lâu lắm. Lâu hung, hung mà cổ không chịu rời ra. Em cũng ngại quá mà em cũng giữ im luôn. Đấy, nó lâu lắm, nó lâu mà cái môi em nó bị đau luôn. Nó có hơi bị sưng lên sao á. Cái môi sưng luôn. Là quấy cái gì quá. Nó lâu quá. Nói chung là em muốn cho ảnh thoát ra và cảm nhận được cái nụ hôn chân thành là như thế nào. Chứ thật ra lúc đó thật ra em cũng không có yêu ảnh. Mà giống như em nói giúp đó ảnh. Đúng rồi. Đầu tiên là em đề nghị là giúp đỡ. Sau đó em về em nằm mơ. Em nằm mơ thấy ổng với em nằm chung chiếu, là bên em mà đã nằm chung chiếu với nhau là chỉ có vợ chồng. Quá lạ, sao lại giấc mơ kỳ cục như vậy. Rồi đêm thứ hai nằm mơ nữa là em gặp ảnh, em kể cho giấc mơ em nói là bên em mà nằm mơ thấy nằm chung chiếu là có duyên vợ chồng tiền định rồi đó. Sau đó là em đề nghị với ổng là bây giờ tôi không có quen chơi nữa. Anh được biết là em là hoàn toàn chủ động. Vậy thì cái việc mà đưa nhau về nhà thì em có chủ động đưa ổng về nhà gặp ba mẹ em không? Dạ em đưa ảnh về ba mẹ em không có chịu. Mẹ em kêu quá là em mà lấy ổng thì mẹ em sẽ không chấp nhận, mẹ em chết gì đó. Thì em nói với mẹ em á, tất cả mọi thứ con đều có thể nghe lời mẹ, nhưng mà riêng tình yêu đó là cảm xúc, và con sẽ là người sống với ảnh. Có một lần em vắt ba lô đi ra khỏi nhà, em kêu ảnh đi, mẹ không chịu thì đi, đi, đi ra trong đêm luôn. Còn em thì sao, em đưa cổ về nhà em thì sao? Mẹ có chịu không? Dạ cũng không. Do là vậy nè, tụi em quen nhau được 3 tháng thì cổ yêu cầu dắt về xin cưới. Thì em mới kêu là trời ơi không được đâu, bây giờ anh nói đi là bao lâu. Thì em mới kêu là thì 2-3 năm. Cổ kêu vậy thì stop. Cổ kêu là cổ sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Sợ thì chứ đúng không? Sợ quá. Sợ quá kêu thôi bình tĩnh được rồi để em dắt về nhà. Trước đó khoảng 2 tháng thì ba má em có vô Sài Gòn ghé phòng trọ em chơi thì có gặp cổ. Hôm đó là cổ cũng xuất hiện là gọi là tút mình xíu để mà gặp ba mẹ em á, thì cổ có ra đâu quận nhất á, cổ đi hớt tóc, cổ nhắn cho em là cổ hớt 50.000. Em nói ủa sao phụ nữ mà hớt tóc mà 50.000, trời ơi về á y như người ta ấp cái tô lên đầu cổ á, mà cắt một cái vòng tròn vậy nè, mà cắt sao sởn luôn cái chân mày cổ luôn. Lý do gì, lý do mà em là cố tình em cắt vậy? Dạ không phải, em nghĩ là mình cần phải làm đẹp, mà em nhìn cái chú đó em thấy là chú này cũng tội, nên em đâu có bắt đèn gì đâu. Thường thường người ta sẽ bắt đèn đấy, bởi vì mái tóc em đen rất là đẹp, em chỉ là đang đi chỉnh chu lại thôi mà. Ôi. Cắt sao mà thành y như ngố mà nhìn mấy cái bức hình đó. Mai ca đó. Thế là ba mẹ em vô thì em cũng kêu là em đang quen này, nhưng mà ba mẹ em cũng không có muốn nhìn luôn. Tại vì nhìn giống như người trốn chạy thằng thằng quá luôn. Không hiểu thằng mặn thôi kệ nó đi, chắc là nó quen cho vui 3 bữa thôi thì kệ nó. Ba mẹ em không tâm. Đúng ngày hôm đó thì em lại dắt cổ về nhà. Cái ba mẹ cũng sợ rồi, em cảm nhận được trong người ba mẹ em cũng sợ. Sợ ăn cơm xong thì cổ mới nhéo em, cổ kêu là cái ba má lên phòng khách nói chuyện. Em sợ quá em kêu thì em cũng kêu lên phòng khách, cái cổ kêu em là nói đi. Em không nói được một lời nào hết, tự nhiên em thấy ba, bởi vì là em đoán được ba mẹ em đang hiểu cái chuyện gì. Em không dám nói y như ai mà bóp cổ em nữa. Em cứ nói lên là em cứ em ho miết luôn. Cổ mới kêu thôi anh mà không nói được thì con nói. Thì tụi con cũng quen nhau được mấy tháng rồi, thì bây giờ con xin phép hai bác là tụi con về xin phép hai bác tụi con cưới nhau. Con nghĩa là em ấy mở lời giùm em nói hết luôn, là mẹ em là tái mét không có một máu luôn. Em nhìn là em biết ngay, ba em là ngồi thẳng thờ ra luôn. Thì cái là hai ông bà ngồi gục mặt im ru một cái, vậy xong không khí lâu quá thì mẹ em mới nói thì hai đứa lớn rồi thì quyết sao thì ba mẹ nghe vậy thôi. Đấy thì ba em mới kêu là vậy thì ý mẫn sao, con là con gái mà con ra nhà bác con nói vậy thì thôi bác cũng có biết nói gì hơn. Thì bây giờ ý mẫn sao con, ý Hoàng vậy con cũng vậy á. Cái ba mẹ mới kiểu là nói cho qua á, em cảm nhận rất rõ ràng. Vậy hai đứa tự quyết tự chọn đi, tự làm đi. Rồi xong là kết thúc ngày hôm đó, là ngày hôm sau tụi em bắt xe đi về Ninh Thuận. Mẹ nói cũng không chịu, đuổi cổ đi luôn. Cái cổ xách ba lô cổ đi, cổ kêu em theo. Em kêu chết rồi Hoàng ơi, hồi giờ em là một đứa rất là ngoan, em rất là hiền lành và không bao giờ làm một cái gì mà trái ý như thế này. Em kêu Hoàng ơi bình tĩnh em ơi, đừng làm vậy em ơi. Em nghe mọi người đang nói tiếng Chăm với nhau, nhưng mà một cái sự căng thẳng diễn ra trong gia đình thì em đoán được cái nội dung là không ưng em rồi. Mà giờ không biết làm sao hết. Ba của Khải Hoàng rất là dễ thương, bác rất là hiền. Thì em chụp bác, em kêu bác ơi
chú ơi không sao đâu, để con nói cãi Hoàng. Thì bác ra bác thuyết phục, thì hai cha con thuyết phục Hoàng thì đi vô nhà ngủ một đêm. Xong rồi đại nói chung là mẹ Hoàng vẫn không có ưng, muốn làm gì đi ra ngoài làm, sẽ không có bao giờ có một cái gì được tổ chức ở đây hết. Tới cái ngày cưới á, ví dụ ngày mai là ngày cưới đi, ngày hôm nay đó ba em nói là Hoàng ơi, ba hỏi một lần cuối cùng nè, con có muốn cưới hay không? Nếu như không thì ba sẽ hủy cho, con không có gì phải ngại hết, con không có gì phải xấu hổ hết á. Em mới kêu là ba ơi sao ngày mai cưới mà ba nói tầm bậy tầm bạ vậy, cái này con lớn rồi con tự quyết định được. Ba con kêu ok vậy thì cứ mút vậy mà làm. Ba mẹ thì sao? Ba ghé qua thôi. Ba mẹ cũng là mẹ vẫn không đồng ý. Bây giờ thì cả hai bên đều suôn sẻ ok hết rồi đúng không? Một cái ba đứa rồi chị. Có những gia đình á, em biết có con rồi cũng vẫn chưa. Em quên hả, mình còn phải ở đây để mình chia sẻ, mình năn nỉ giùm nó, em quên hả? Đó. Cái ngày cưới mà gia đình bên chồng đầy đủ mà bên mình thì lại không có mẹ đi. Người phụ nữ rất quan trọng trong đời đúng. Mình. Thì lúc đó cái cảm xúc của em như thế nào? Lúc đó là em cảm giác rất là tủi thân. Tại sao mẹ có thể cố chấp như vậy? Hồi xưa là em luôn suy nghĩ giống như là mình không cần phải giàu hay là một cái gì á, em thích một cái cuộc sống giống như cổ tích vậy đó. Thì đám cưới của em cũng chỉ thích nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần có ba có mẹ thôi. Nhưng mà một mình ba em lên, em suy nghĩ là ba đứng một mình đó không biết là ba có cảm thấy buồn hay không. Người ta có vợ có chồng, một mình ba em đứng dậy dắt con gái đi lấy chồng á, nên là em cố nén nước mắt, em không có muốn khóc. Mà cái tính của em á, em nhớ rất là dai. Mặc dù em không có để trong lòng, nhưng mà nó giống như là một cái vết thương, tổn thương và một cái khuyết trong cuộc đời của mình đó. Hồi trước hai vợ chồng em nghèo, ở cái nhà trọ mà chỉ có 1 triệu thôi. Nhưng mà em không hiểu sao, em không có tiền nhưng mà trong người em luôn cảm giác là mình sẽ rất là giàu có. Mình đi mua nhà anh, ông nói trời ơi tiền ăn còn có, phải đi hàng tháng phải đi quẹt thẻ tín dụng á. Đám cưới tụi em cũng không có tiền, vợ chồng em phải đi đặt nhà hàng là phải quẹt thẻ tín dụng, sau đó đặt thùng tiền mà thanh toán ngay. Từ mới giả đó là cũng hết luôn. Thì mà cưới nhau về thì nằm trong phòng trọ, ok bây giờ phải đi mua nhà. Thì em mới kêu là thôi đừng có nói chuyện khùng điên nữa, nên là cổ hay kêu lắm, nhức đầu lắm. Bây giờ làm sao mà bây giờ em làm sao mà có thu nhập ổn định, anh ổn định, và mình thuê cái phòng trọ khỡ 3-4 triệu nó có cái máy lạnh đi. Chứ bây giờ phòng trọ này 1 triệu nó nóng quá chịu không nổi. Cổ kêu là bây giờ anh qua ngân hàng anh hỏi đi, anh được vay bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu. Thì anh về anh nói với em. Thôi cổ nói vậy thì em cũng qua ngân hàng em làm thông tin này nghe kia thì đó. Em về em nói là vay được là 500 triệu đó. Thì về cái là cổ mới kêu là được rồi để em đi tìm nhà. Thôi kệ bà khùng điên thì bà làm gì bà làm thì em cứ đi làm. Anh qua anh coi giùm em đi, anh kiểm tra, bởi vì em làm ngân hàng thì em sẽ rất là rành về pháp lý. Em thấy ok hết, nhưng mà cái nhà này tới 720 triệu lận. Thì bây giờ vay 500 thì tiền đâu mua, em kêu về bỏ cuộc. Em kêu đừng có làm mất thời gian nữa, em quá lãng phí thời gian đi. Nhưng mà cổ rất là cố chấp. Em đi em phải dùng từ cố chấp mà tự tin vào bản thân. Không, tới giờ phút này thì em luôn luôn tin tưởng cổ. Lúc đó em đang nói cái cảm xúc lúc đó khùng khùng điên điên vậy đó. Đúng rồi, cứ nói chuyện khùng khùng điên điên cho mới cưới nhau được có mấy tháng chứ mấy. Thì em vẫn chưa gọi là thuyết phục hoàn toàn. Thì hôm đó là ngày thứ tư, cổ hay dặn em á làm việc gì quan trọng nên ngày thứ tư và ngày thứ bảy. Thì hôm đó là thứ tư là chiều em đi làm về là khoảng 6 giờ tối á, thì cổ mới đứng dưới cửa phòng trọ kêu em quay đầu xe đi qua cái nhà đó. Em mới kêu là đi vô đi, quá mệt rồi, trời đang mưa nữa. Ok bây giờ muốn ở trọ hay muốn có nhà? Em kêu đương nhiên muốn có nhà rồi. Ok quay xe đi. Em cũng chở cậu qua cái nhà đó ở bên quận 8 á. Thì qua bên đó thì cũng hẹn chủ, lúc đó tụi em tới nơi là 7 giờ rưỡi. Thì đâu đó 8 giờ vợ chồng chủ nhà mới đến. Thì mới vô ngồi thuyết phục miết. Thì anh chị đó anh kêu là chốt cho vợ chồng em từ 720 giảm xuống còn 650 vì thấy quá tội. Thì cũng sát giá quá rồi, nhưng mà bây giờ 150 kia ở đâu? Không có đâu đó, không có cách nào mà vậy. Xong cổ mới ngồi cổ tiếp tục thuyết phục. Ok bây giờ em nói thật lòng với anh, tụi em có đúng 500. Đầu là cổ mới dùng năng lực đặc biệt xem cho gia đình nhà ảnh, rồi ảnh mới nhờ là hôm sau sẽ qua nghĩ giùm nhà ảnh bên quận 5 á. Nói chung là gia đình ảnh giàu thì ảnh đang cái ok chốt cho hai đứa 500. Khi mà vô cái nhà đầu tiên đó ở thì cái đêm đầu tiên ngủ á, cổ nói với em nè, mình vợ chồng mình chỉ ở nhà này 2 năm thôi, 2 năm sau vợ chồng mình sẽ chuyển qua quận 7 nhà bự hơn. Em kêu anh xin em đừng có phán nữa. Cùng anh hài lòng quá rồi, không một ai dễ dàng mua được cái nhà sai lòng này đâu em ơi. Bây giờ yên ổn đi. Mà lúc đó là vô nhà ở xong thì em cũng chuyển qua công tác ở ngân hàng mới, lương gấp đôi ngân hàng cũ. Mà đúng 2 năm sau em chuyển qua nhà quận 7 bự hơn. Ôi, như vậy là từ nghèo khó. Chúc mừng hai vợ chồng em. Rồi bây giờ tới cái phần kia đi, phần hôn nhân đi. Có những cái mà gọi là mình cũng bị hết hồn. Cái hết hồn của em với cô này là gì? Theo em định nghĩa
thì là mà cổ không, cổ kêu em không được nói cái từ đó. Nói đi. Là cái gì? Cổ sẽ cho nói rồi. Xử em á. Cổ ghen. À. Còn cổ định nghĩa đó không phải là ghen, đó là cảnh báo. Cô nào cũng có cảnh báo tới mức độ em, ví dụ em nói em coi cái phim hài trên mạng sao là cái vợ chồng em nó y xì vậy luôn. Em đang ngồi trên xe đi, thế là các bạn điện cho em thì em kêu alo anh nghe này Hoa, là cái tay em là đen thui với cổ rồi, cổ ngồi sát bên cổ nhéo là đen thui cái tay luôn. Alo được rồi, tại sao alo anh nghe nè rồi còn Hoa nữa hả, sao mà ngọt ngào như vậy, là cũng quấn lên đó không phải ghen mà là cảnh báo. Cảnh báo trước cái cô đó, cảnh báo là vậy. Cái bắp này nó đen thui rồi đó. Rồi còn cái gì nữa? Rất là không có trau chuốt bản thân. Như mấy cô gái khác á, sẽ là son môi, đánh phấn, làm tóc, làm tai. Cổ không. Cổ là cứ đi ra ngoài đường là một cái khẩu trang y tế mỏng manh bịt cái mặt là xong. Không có bao tay, bao chân, ninja vậy đó, cứ phơi ra vậy đó. Em khuyên hoài mà cũng vậy à. Để tóc ngoài nắng mà nó cháy hết luôn. Rồi bây giờ em có mong muốn cô ấy thay đổi điều gì không? Mong muốn thay đổi, bớt nóng tính lại một chút. Mình suy nghĩ một xíu. Em nói với anh rồi mà, khi mà em nóng tính anh chỉ cần nói là anh sai, anh biết rồi anh sẽ thay đổi là hết câu chuyện. Em chỉ điểm cho anh là với người như em, anh chỉ cần làm vậy thôi, em đâu đòi hỏi gì nhiều đâu. Nhưng mà anh không làm được, bởi vì anh không ghi nhớ. Rồi còn một vài trường hợp á, là khi mà ổng kêu em ghen á, em nói ok thì em sẽ thả nó trôi theo thuận theo tự nhiên. Có một cái sự việc xảy ra khi mà em thả theo tự nhiên là chứng minh cho anh thấy rằng cái cô đó rất là kỳ cục. Một người mà ảnh kêu là chị mà tự nhiên á ôm ảnh rồi hai người dắt nhau vô bỏ em đứng bơ trong khi em không biết ai hết, thì chị hiểu cảm giác một người vợ mà tự nhiên chồng mình bỏ rơi mình đứng ngoài cổng mà tự nhiên đi vô rồi mình không có quen ai trong cái đám tiệc đó hết, thì cảm xúc nó như thế nào. Và cái vấn đề em nói ra không phải là em quy anh thích người ta, mà em nói là người ta thích anh nên cái sự ứng xử của anh nó đủ lịch sự, không cần nhiệt tình thái quá gây sự hiểu nhầm, đặc biệt là những cô gái còn trẻ. Có những cái á, nó không phải là mình là người chủ động. Cái chân giá trị của em hiện giờ nó đang ở cái level này, và vợ em không muốn làm em sẽ bị mất những cái mà em đã gây dựng. Em mình dung không? Tại vì khi mà những cái không đáng để mà mình chọn lựa thì mình phải chọn lựa cái gia đình mình hơn chứ. Quan trọng là hai vợ chồng phải đồng điệu với nhau trong cuộc sống. Em nói với chồng em á, đừng khẳng định em ghen nữa, bởi vì em không hề ghen, mà em cảnh báo anh để có một ứng xử đủ lịch sự mà không vượt quá giới hạn để gây sự hiểu nhầm cho người khác. Tính xấu của chồng nữa. Cái nãy giờ là nói đó. Chưa. Ở dơ nữa, em kêu quá là anh đi tắm đi, ổng kêu quá là ở trong nhà đâu làm gì, đâu có bụi dính đâu mà phải đi tắm. Rồi bắt đầu đi ra, cảm giác mình hôi quá, lấy dầu thơm xịt lên. Đã, em rất là nhức đầu. Hôm nay nhân sự kiện là đến với chương trình này, à, thì em cũng muốn bày tỏ một cái tình cảm gì đó. Yeah. Với em thì cũng bên nhau cũng hơn 7 năm rồi. Chưa bao giờ có một cái gọi là cái gì nó đặc biệt và bất ngờ gì cho em cả. Hai vợ chồng cưới nhau lúc đó khó quá nên là mua một cặp nhẫn cưới 1.6 triệu ở ngoài chợ Bà Chị quá. Đeo mãi tới giờ chưa có thay. Anh thực sự anh cũng muốn bất ngờ là sẽ mua một cặp nhẫn mới cho vợ chồng mình. Anh sẽ tặng cho em ngày hôm nay một cái nhẫn mới. Nó chỉ là một cái vật chất bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ là một cái ý nghĩa thể hiện cái tình yêu, tình thương, tất cả những gì anh mong muốn. Em đừng đau mua vậy, vợ giữ hết rồi. Nói vậy chứ ít nữa là cũng sẽ thành cùng phải trả cái thẻ này thôi. Đừng nói vậy chứ, nói vậy nó mất đi. Ai nói vậy thì biết thằng nghĩ sao nó vậy đấy. Nửa giờ toán thì tính sau. Anh chắc chắn rằng em sẽ mãi mãi bên anh và các con. Trời đất ơi đó. Giờ đeo nhẫn rồi, giờ có hành động gì nữa không? Ôi, cảm ơn anh. Không cả thôi. Ừ. Sao hôm đó hôn ôm hai chồng ôm nhau được. Đó, trời ơi, dễ thương. Xin chào hai vợ chồng. Wow. Dạ. Chắc là dạ đang đúng có tình rồi. Vui. Dạ đúng rồi. Em có thể chia sẻ cho anh chị biết là được mấy tháng rồi. Dạ, lần đầu tiên xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cùng các quý khán giả xem đài. Em tên là Xuân Nhi, hiện tại em là nhân viên văn phòng tại Biên Hòa. Baby của em được 4 tháng. Và hiện tại đây là bé thứ hai. Bé đầu tiên ở nhà thì được 11 tháng. Ôi là đỉnh dữ địa luôn. Bé liên tục. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 25 tuổi. Rồi, mai em xin được giới thiệu thì em là Minh Quyền. Em hơn vợ mình 9 tuổi.
Thì hiện nay Quyền đang là một doanh nhân khởi nghiệp. Em đang kinh doanh về giáo dục. Hiện nay gần như trong các bạn làm doanh nghiệp hay làm chủ đó, thực sự là các bạn có một quỹ thời gian hạn chế, và đôi khi các bạn lại không dành thời gian đó cho vợ, cho con của mình, cho nên rất nhiều mâu thuẫn nó xảy ra. Thì may mắn là trong 2 năm qua, vợ chồng em mới có 2 năm mà hai đứa con. Hai đứa. Và thật sự là em nghĩ rằng là nếu mà bạn trẻ nào đó muốn làm chủ, người nam hay nữ cũng vậy, thì phải luôn có một cái yếu tố là gia đình là quan trọng nhất. Bây giờ mình quay lại cái chủ đề chính của chương trình. Cái phần đầu đó là cái phần mà chia sẻ về câu chuyện là tại sao các bạn lại gặp nhau, cảm nhận ở nhau về đối phương như thế nào. Em với chồng em quen nhau qua mạng. Thì ảnh có một cái câu lạc bộ tiếng Anh, thì cùng ngành với lại em luôn, là em cũng đang học ngôn ngữ Anh tại trường đại học. Lúc đó chỉ mới 19 tuổi thôi, đại học năm 2. Thì ảnh nhắn tin qua cũng dạng giống như quảng cáo marketing để thu hút khách để đi đến câu lạc bộ. Thì mình cũng thấy, mà 2 tháng sau khi gửi tin nhắn thì em mới vô tin nhắn chờ để em đọc. Thì ảnh cũng có mời em đến cái chương trình của ảnh, như lúc đó là do ảnh làm người đứng dẫn chương trình luôn. Thì sau cái buổi đó thì ảnh có hẹn em ở lại để nói chuyện một xíu. Thì ảnh mới nói là hình như là mình có cái buổi hẹn ở thứ tư này ở Sài Gòn đúng không ta? Cái em mới nói ủa, chưa gặp nhau gì hết, chưa nói chuyện mà sao có hẹn ở thứ tư ở Sài Gòn nào, chắc là lộn người rồi. Thế thì em về nói chuyện một hơi qua tin nhắn lại thì mới biết là ảnh đang hẹn mình để đi ăn ở Sài Gòn. Em cũng ok đi ăn bình thường, đâu có mất gì đâu. Ảnh thì lúc đó ảnh nhắn với em một câu là thứ nhất anh là đàn ông nên anh là người chủ động nhắn tin cho em trước, thứ hai em có một nụ cười rất là đẹp, thứ ba anh là trai chưa bạn gái, em là gái chưa bạn trai, thì không có gì là sai nếu ta làm bạn đó. Cho nên là thấy cũng dẻo miệng quá, sao cho mà nên từ chối được, đúng không? Đâu ra đó, đó là sau một khoảng thời gian dài vài tháng thì mới bắt đầu quen nhau. Ấn tượng gì cái bạn này mà em lại có thể là bỏ tiền đầu tư ngay và liền như vậy? Lúc đầu tiên em mở cái hệ thống cà phê của mình á, thì em đang tìm những cô bé nào xinh xinh xíu để làm đại diện thương hiệu hình ảnh. Thì em có vô Facebook em coi, thì thật sự em ấn tượng với vợ em đó là cái nụ cười và cặp mắt. Bạn rất là tươi. Và em không hiểu sao khi em đưa cái tấm hình của bạn này cho một người bạn thân của em á, thì gần như rất nhiều bạn họ nói một cái câu là ê, có tướng phù thề. Tự nhiên những cái lời vu vơ đó nó cho một cái chất xúc tác. Sau đó là bắt đầu là tiếp cận với nhau rất nhiều. Và các bạn lại có điều kiện trong những buổi workshop. Và nói bằng tiếng Anh. Thì bao lâu thì bắt đầu mới có một cái sự tỏ tình và có nụ hôn đầu tiên? Ảnh hẹn em ra cầu Ánh Sao đi dạo ở quận 7. Cũng lãng mạn lắm. Thì tự nhiên nói với em Nhi ơi, anh thích nắm tay lắm đó. Mà em mới nói trong lòng chứ, nắm thì nắm đi, còn nói câu Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó, không để giờ em từ chối. Cứ im, muốn làm gì thì làm, em nói vậy đó. Thì ảnh nắm tay em. Cuối tuần ảnh chở em về Biên Hòa, sau đó xin mẹ em cho em đi coi phim buổi chiều. Nắm tâm lý dữ lắm, coi phim ma để con gái sợ. Đâu có sợ đâu, em như em cũng giả bộ sợ. Mấy người kinh doanh là người ta cũng nhanh lắm, cơ hội tới là bắt chụp liền, không có để lọt lưới gì hết trơn. Sau bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức ta? Mất khoảng 9 tháng đầu tiên, buổi sáng sớm khi em đi làm á, thì bạn này rất là nhạy cảm, viết cho em một cái viết thư viết tay, anh đi làm vui nhé. Tự nhiên nó khiến cho em một ngày nó xúc động vô cùng. Ngay cả bây giờ khi mỗi lần em đi công tác lên sân bay cũng vậy, vợ em làm cho em một cái hộp đồ thức ăn, anh đi công tác bằng em nhé. Thì cái những cái điều rất nhỏ nhỏ đó nó khiến cho cái một người đàn ông kinh doanh á, em thấy cái sự bình yên vô cùng luôn. Thì sau 9 tháng thì em nghĩ là lúc đấy mình cũng chớm gần 30 tuổi rồi, thì mình mong muốn gì cho cái quan hệ này, thì lúc đó em thực sự nghiêm túc. Sau 9 tháng, sau 10 tháng, sau 2 năm thì em mới thấy là bắt đầu cô bé này cũng rất là chân thành. Và cô bé này cũng rất mong muốn được xây dựng gia đình, chứ bạn không ưu tiên làm kinh doanh như em. Như vậy là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ, tụi em quen nhau hơn 4 năm rồi cưới. Dạ. Như vậy là trong 4 năm nó chắc chắn là bình yên và không có sự cãi vã gì đâu hả? Dễ gì? 2 năm đầu tiên mà khi em vẫn còn học đại học á, thì nó dường như là một màu hồng. Màu hồng mà có thể là nói là màu đỏ luôn á. Nó rực rỡ, nó đẹp vô cùng. Tươi, và tươi. Tươi mà không có một xíu xám nào hết. Cả hai người cũng thế. Thì cho đến khi mà em tốt nghiệp đại học, em đi làm, em có nhiều cái mối quan hệ hơn, nhiều cái vấn đề phải suy nghĩ hơn. Và anh này thì đã có nơm nớm gì đó đề cập đến vấn đề kết hôn. Từ năm thứ ba và năm thứ tư tụi em cãi nhau rất nhiều. Nó bắt đầu xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Về vấn đề gì? Dạ, nó đủ loại trong cuộc sống hết. Lúc mà em đi á, là em vẫn là dân ngân hàng. Và lương của em rất tốt. Cuộc sống em rất dễ chịu. Trên 2 năm đầu tiên là rất thoải mái.
Em chẳng nghĩ gì về tiền hết. Tự nhiên em có một cái biến chuyển là em đi gọi vốn thành công. Và nhà đầu tư họ cho em 5 tỷ. Từ vai trò người làm thuê đó, em gánh trách nhiệm của một ông CEO. Doanh nghiệp của em nó lớn nhanh quá, nó phình to quá. Và một cái áp lực của nhà đầu tư là khi nào hoàn vốn cho tôi, khi nào mở rộng thị phần. Và đỉnh điểm nhất đó là 2020, mọi thứ đang rất tốt, thì tự nhiên tháng 2 2020 Covid nó xảy ra. Thì lúc đó em đang vừa đầu tư một cái homestay rất đẹp ở Đà Lạt. Và mỗi một tháng, các anh chị tưởng tượng là em lỗ khoảng 300 triệu một tháng. Cứ vài ngày em lại nhận một cái đơn xin nghỉ việc của bạn nhân viên nào đó. Bởi vì lúc đó em giảm lương các bạn. Thì em không biết tại sao lúc đó em đổi tính. Cứ Nhi nói cái gì ra là em gay gắt. Cứ ngày nào, mọi người tưởng tượng là cứ ngày nào em cãi nhau. Vì đủ thứ loại trên đời hết. Bởi vì lúc đó cái cảm xúc của em không kiểm soát được. Đúng. Bởi vì áp lực về tiền em nó lớn quá. Em nghĩ là chắc sắp gãy rồi. Tại có thời điểm mà em nặng lời đến bạn này luôn. Bây giờ cô muốn làm sao? Cô có biết tôi đang làm ăn không? Cô biết tôi stress như thế nào không? Cô biết tôi một tháng tôi lỗ bao nhiêu tiền không? Cô phải thông cảm cho tôi đó. Bây giờ cô cứ sống như này sao tôi sống? Mà yêu nhau mà dùng từ cô tôi là cũng nặng mà. Em không biết lúc đó vợ mình điều chỉnh cảm xúc như thế nào. Bởi vì vợ khóc nhiều lắm. Qua Tết á, thì công ty chỉ còn lại 3 người thôi. Là anh Quyền, một người nữa. Và lúc đó em đã đề xuất là để em phụ anh. Tại vì lúc đó em cũng không thể nào đi làm, cũng không thể nào đến trường được nữa. Càng phụ thì lại càng xảy ra vấn đề nhiều hơn. Có một hôm thì hai vợ chồng làm công việc xong khoảng 10 giờ đêm. Thì lúc đó cãi nhau buổi khuya. Mệt quá cái em xỉu tại nhà, tại trước mặt mẹ chồng luôn. Mẹ chồng để cho em ngủ lại qua đêm tại nhà chồng đó. Lần đầu tiên gọi điện thoại về cho mẹ em, xin phép em như vậy. Thì sáng mai cả mẹ em và mẹ chồng em luôn có nói với em là quen nhau mà thấy cực quá, cãi nhau hoài à, thôi thì tạm chia tay đi. Thì lúc đó coi như là em trùng xuống hẳn luôn. Kiểu như em cũng đang cố gắng để thay đổi, để có thể hòa nhập được với ảnh, có thể thông cảm được. Nhưng mà lúc đó em cũng muốn buông, thật sự em cũng muốn buông. Thì lúc đó không nói gì hết. Quen nhau mà để cả mẹ chồng và mẹ ruột mình nói là chia tay đi, để quen một người nào đó thoải mái hơn, rồi nếu mà còn duyên thì sẽ quay lại. Lúc đó em cũng chuẩn bị buông rồi, nhưng mà ảnh là người kéo em lại. Thì khi em chững lại nha, em trầm lại, em suy nghĩ lại, thì em mới nghĩ là một cái câu nó rất là đúng á. Khi mà chúng ta muốn từ bỏ, hãy nhớ lại lý do chúng ta bắt đầu. Không đủ bản lĩnh để cân bằng, chứ không phải do lỗi của bạn này. Thì tự khi em nhận ra cái điều đó, thì em điều chỉnh em lỡ đầu. Nhi cũng điều chỉnh luôn. Nhi cũng không tham gia vào doanh nghiệp của em nữa. Hai bạn tự biết điều chỉnh. Dạ đúng rồi. Đến gọi là cuối kỳ của năm thứ tư á, để rồi không có mất nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Cho nên là các bạn là thực sự là đã tự chọn lựa, chọn yêu thương để rồi các bạn được hạnh phúc. Đúng rồi. Đúng không? Vậy thì sau khi cưới, yeah, có đứa con đầu tiên, yeah, thì cái việc mà điều chỉnh sau sinh á, yeah, có tự làm được không? Sau khi sinh bé 2 tuần thì em có phải đưa chồng đưa em đi cấp cứu ngay trong đêm. Tại vì sao? Em bị đau ruột thừa mà em không có biết. Em chỉ sau tưởng 2 tuần mới, dạ, sinh sao? 1 giờ sáng ảnh đưa em đi thì đúng 1 giờ 30 phút xong thủ tục và đô mổ gấp liền lập tức luôn. Bác sĩ nói chỉ cần trễ khoảng nửa tiếng hoặc tiếng thôi là nó bể ra, nó rất là nguy hiểm. Thì sau đó vẫn chưa có kết thúc cái biến cố. 1 tháng sau thì bé nhà con nó đi tiêu ra máu thì đưa hết đi 8 cái bệnh viện, bác sĩ có chuẩn đoán bệnh, có cho uống kháng sinh nhiều mà uống kháng sinh rất là sót con. Nhưng mà càng uống con cũng không có cầm, càng uống sữa mẹ vô con cũng không có cầm. Thì em có bị stress sau sinh, em cứ nhìn thấy đồ hoặc là nhìn thấy cái gì đó chứa mắt là em lại đập phá, em chui trốn trong nhà tắm, em khóc, em đập em này em kia. Xong rồi chồng thấy vậy cũng lo lắng. Rồi mỗi lần ảnh mà nói cái gì với em là em quát lên, em hết cả nhà luôn. Em nhốt con với em trong phòng, em khóa cửa lại. Mẹ với chồng đập cửa mà cũng không có được. Thì tự bản thân mình tự điều chỉnh, tự làm hết mọi thứ để có thể vượt qua cái đó. Nhưng mà có một điều mà em cảm thấy vẫn hạnh phúc, biết ơn đến thời điểm này là chồng là người giúp em vượt qua cái đó. Chồng ở nhà, chăm sóc, ủi an, không có một cái lớn tiếng nào, dù em có chửi, em có cấu xé, em nói chung là làm đủ thứ. Và lúc đó em có biết vợ mình bị trầm cảm sau sinh không? Em biết mà đúng không? Khi em lập gia đình á, thì mẹ có nói một cái câu như thế này, mà nếu mà hôn nhân á, thì không có gì quan trọng bằng sự hy sinh và tha thứ, chứ không phải tình yêu đâu. Lúc nào con nghĩ con hy sinh được á, thì con cứ hy sinh. Em biết vợ em bị stress mà, cho nên em luôn nói với em là có bạn có la mình cái gì,
thì mình cũng im cái miệng mình lại. Cái thứ hai nữa là có một điều em thấy là em vui và em lựa chọn đúng, có nghĩa là thì mẹ vợ nói với em là thôi mẹ xin con về ở với mẹ, nghĩa là em đang ở bên nhà Nhi. Tại vì em biết là khi mà vợ em về nhà ngoại đó thì chắc chắn vợ em sẽ vui và em sẽ hy sinh được điều đó. Tại vì phụ nữ mà lúc sanh á, lúc nào mà có mẹ của mình ở bên cạnh á, mẹ ruột á, sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Có những cái điều mà mình không thể chia sẻ với ai khác ngoài mẹ. Thì khi bất cứ lúc nào mà em với Nhi căng thẳng quá đó, thì may mắn em lên, em nói là mẹ ơi, cho con đi ra ngoài đi, mẹ lên giúp con đi. Bây giờ chứ mà giờ mà con lên nữa là bẻ. Rồi rất may mắn là mẹ hiểu, mẹ nói là thôi rồi mày đi ra ngoài đi, tính Nhi tao biết, mày cứ từ từ đi nữa im mà, mẹ con mà thủ thỉ với nhau, đi chơi với đúng nhau, chăm bé với nhau. Nên là cảm xúc của Nhi mỗi ngày nó tích cực lên, tích cực lên, tích cực đúng lên. May mắn là lúc mà Nhi bị cái trầm cảm sau sinh là Nhi ở với mẹ ruột á. Con xí ngầu nhà chị biết nó nói không? Mẹ mà không sang cái lúc con đi sanh á là con không đẻ, nói trước cho mẹ biết. Áp lực chị vậy luôn á. Rồi thôi vui vẻ quá rồi. Bây giờ tới cuộc sống hôn nhân đi. Cái phần mà gọi là chưa hài lòng về nhau đi. Hai vợ chồng chắc coi chương trình thì nhiều rồi. Tiếp tục để mà mình gọi là chỉnh chu lại để cho hai người hoàn thiện nhất có thể. Mà trong trước mắt giờ nhau gọi là tật xấu đó. Thôi bây giờ Nhi trước đi. Nôn nao quá. Cái đầu tiên là về vớ, đôi vớ mình hay mang. Mỗi lần ảnh hay đi ra ngoài, đi bất cứ ở đâu ảnh cũng sẽ mang giày và phải mang vớ. Mỗi lần mà bước về nhà đưa vớ cho con, đưa vớ cho em giặt á, thì dường như em chỉ thấy hầu như 10 lần thì hết 8 lần chỉ còn một chiếc. Không chiếc phải thì cũng chiếc trái, không chiếc trái thì cũng chiếc phải. Mất hồi nào không biết luôn. Em mất ở chỗ nào? Thôi em đi về nhà em mới mất, không biết vì sao là... Ở nhà ai lấy? Em cũng không biết. Cái đó là một cái vấn nạn chung của tất cả những cái cặp gia đình mà có ông chồng đi vớ nhiều em ơi. Bây giờ cái đó thôi mình đừng xếp vào tật xấu mà là vấn nạn rồi. Vấn nạn chung của cả xã hội rồi. Hiểu không? Rồi, 6 năm nay, gần 7 năm nay chưa bao giờ nói anh nhớ vợ hoặc là anh nhớ em hoặc là anh nhớ Nhung. Nhưng mà cũng chẳng nói yêu luôn. Nhưng mà tối thì có nói là kiểu thương, có thương vợ, thương em. Vậy mà enjoy được những cái mà người ta đưa cho mình, những câu nhắn rồi những cái hộp cơm này cái nọ mà mình không có đáp lại. Tương lai là phải ước ác chút xíu. À còn ăn uống thì một ngày phải đúng 3 món, canh có, rau có, rau luộc, rau xào và món mặn. Một loại rau mà 3 món được không? Vậy thì ngán. Hay là phải 3 loại rau? 3 loại rau. Không có ngán nha. Mà phải là luộc lên hoặc xào chứ cũng không ăn dạng xà lách nữa em. Thì hiện đại hơn ăn xà lách trộn này kia. Tức là ăn cái gì cũng phải có rau. Nỗi mà đi, ảnh đi du lịch hoặc đi công tác chung là em phải có một cái nồi đem theo chén bát đũa bỏ vô vali để ra ngoài tận đó mua rau về luộc vô cánh xà luôn. Cái đó cũng hơi xấu thôi. Không, cái đó cũng không, cũng được được. Không đến nỗi xấu đâu chị. Không đến nỗi đó. Ừ, bây giờ ngược lại coi. Thật xấu của cô ấy là cái gì? Thật xấu của Nhi thật sự đối với em là em luôn có cái cảm giác cảm ơn. Cảm ơn Nhi là đang rất nhiều thời gian để chăm bé Yên và chuẩn bị là bọn em có một bé thứ hai. Cái thứ hai nữa là em thấy Nhi tôn trọng cuộc sống và kinh doanh của em. Chưa bao giờ bạn hỏi em là gặp cô bé nào hay làm anh như thế nào. Em lạc đề rồi, em lạc đề lâu lắm xa lắm. 6 tháng vừa qua thực sự là em không tìm ra cái lỗ nào của vợ em hết. Tại vì cô tóm gọn lại là không thật xấu đúng không? Hay là con không? Cái này cô chị Vân nói đúng. Tại sao có la con không? Thì bạn này bạn hết lại là con. Mỗi lần la con là mình khó chịu đúng không? Em nói là của em. Bé nó chưa ăn thì từ từ nó ăn. Bé nó chưa ngủ thì từ từ nó sẽ ngủ, sao em cứ la bé là chi vậy? Ủa Nhi, mỗi lần em la con em la làm sao Nhi? Có chịu ngủ đi. Nói như vậy đâu có những thời điểm mà 2 giờ sáng bé nó không ngủ là bạn này bạn mệt rồi. Bạn này bạn mệt, bạn la lên bây giờ ngủ không? Anh nói em 12 giờ sáng nó ngủ để cho anh ngủ với em. Nhưng mà lúc đó em cáu nha, tại vì ngày mai em có cuộc họp quan trọng mà cũng 2 giờ sáng rồi, lúc đó em cáu với em luôn. Thì lúc đó em gay gắt thật. Tại vì lúc đó mọi người biết là mới ngủ có 2 tiếng à. Mà cuối cùng không hiểu sao bạn này bạn được điều chỉnh. Bạn nói thôi bây giờ em đi ngủ anh chăm. Thì lúc đó em nói ok em lên giường ngủ đi. Anh dẫn nó qua phòng khác anh vỗ cho. Thì tự nhiên 10 phút sau nó ngủ. Ăn cái tật là gì? La con. Dạ đúng rồi, chỉ bà có cái la con thôi. Dạ bà la trong cái hoàn cảnh đó cũng thông cảm cho bà. Dạ quá đó. Thực ra nhà em á là bé Nhi á là nó quá hay đó. Tại vì biết sao không, tức là yêu là từ lúc nhỏ, 19 tuổi, chồng thì lại lớn hơn gần một thập kỷ, là cái quan điểm nó khác nhau dữ lắm luôn á, đúng không? Rồi sau đó là phải có bầu sanh con mà con lại gặp những cái bệnh mà bệnh hiếm gặp như vậy á, rồi lại bị trầm cảm sau sinh, bản thân mình cũng bị tai nạn về cái bao, về cái ruột á, đúng không? Quá nhiều những cái mà Nhi phải trải qua. Nhi phải tự điều chỉnh, điều tiết bản thân mình.
Thành ra là chị nghĩ thì mình khổ trước sướng sau. Cứ nhìn mọi thứ nó tích cực, đúng không? Và nếu có thể thì cố gắng trong thời điểm này mình gọi là nhường chồng cái quỹ thời gian một chút để chồng tạo dựng cái sự nghiệp cho nó vững hơn, chắc hơn. Em cũng có một cái tâm niệm khi em đi làm á, cố gắng mỗi ngày từ 8 giờ sáng gõm ghém công việc, đúng 6 giờ tối là về nhà ăn tối với vợ và phải có 2 tiếng nói chuyện với con. Dẫn đến là những cái việc nhỏ nhỏ mỗi ngày phát sinh va chạm hai vợ chồng gần như bọn em đã vượt qua được rồi. Em phải nhớ là khoảng chừng chưa tới 10 năm nữa đâu ha. Là bà chủ tương lai ngồi kế bên em đó. Nãy giờ em vô đây em thấy cái câu slogan á, hạnh phúc là lựa chọn, em thích vô cùng luôn. Tại vì bạn kinh doanh cũng là bạn lựa chọn, bạn sống cho gia đình hay không bạn cũng là lựa chọn. Mọi thứ là lựa chọn hết. Báo cho em biết đó là thông điệp của lớp. Thông điệp của lớp, cho nên là hai chồng sau đây đổi hiệu sữa tươi đi về uống sữa lớp. Hạnh phúc là lựa chọn. Rồi, cảm ơn hai chồng. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Con chào cô ạ, con chú ạ. Con là Lê Viên Hạnh. Con 24 tuổi. Hiện tại thì con đang làm kinh doanh. Kinh doanh, con ở đâu, con đến từ đâu? Con đến từ Hà Nội ạ. Từ Hà Nội, bây giờ vẫn đang sống ngoài Hà Nội hả? Dạ vâng. Mời em. Dạ vâng ạ, con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thận. Con là Phan Thị Thủy Tiên, con năm nay 24 tuổi và con đang làm kinh doanh ạ. Vâng. Con kinh doanh gì nè? Con kinh doanh về mỹ phẩm organic ạ, thiên nhiên từ than tre hoạt tính ạ. Rồi, bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà hai con gặp nhau và có ấn tượng gì về nhau nào? Hai chúng con quen nhau thì rất là tình cờ và anh ấy có mời con làm như kiểu là quảng cáo về về mỹ phẩm của anh đó ạ. Lúc đó con đang làm như kiểu là con hot girl bóng đá. Con cũng có từng một chút mọi người biết đến một chút bởi vì là con có trả lời một cái cuộc phỏng vấn tiếng Anh với đất nước Hàn Quốc ạ. Và khi đó thì ấy đã mời con đến và sau đó thì hai người quen nhau nhưng mà hoàn toàn là chưa có ấn tượng gì ạ. Không có ấn tượng. Nhưng mà lần đầu tiên con gặp ảnh thì con thấy ảnh có cái nét gì mà để mà con nhớ trong lòng không? Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Không có một cái gì không ấn tượng. Còn con thì sao? Con tại sao con lại mời bạn này làm đại diện? Con được giới thiệu qua một người bạn nữa. Và thấy Thủy Tiên thì đợt đấy Thủy Tiên hot kiểu mà bỗng chốc kiểu như là sau một đêm nổi tiếng luôn sau cái người có tiếng tăm đó. Kiểu trả lời đấy. Thế là con bảo bây giờ tức là khi mà mình làm thì mình phải tìm xem những cái bạn nào mà bạn ấy đang kiểu hot như vậy. Thế là tìm được Thủy Tiên. Thế là lần đầu tiên gặp thì kiểu cũng là ngồi một quán ăn thôi. Và cũng có thêm một vài bạn nữa cũng đi cùng Thủy Tiên hôm đấy đi xem một bóng đá về ạ. Thì con cũng có một cái ấn tượng kiểu nhỏ nhỏ cứ kiểu như là con thì con rất là ngại. Mà Thủy Tiên thì cứ anh ăn đi gắp cứ gắp để cho ăn. Kiểu cố vô tư đúng không? Có nghĩa là kiểu thế này vô tư ạ. Thoải mái. Dạ có nghĩa là chồng của con thì bình thường là rất là ít nói ạ và cũng hơi là lạnh lùng. Thành ra là con gặp con cứ nè bạn ăn đi không phải ngại, ăn đi, cứ ăn hết đi, không sao hết, cứ ăn đi không sao. Ở đây là vui, thoải mái tự nhiên như người nhà nha, cứ ăn. Tại vì lúc đấy là con đang vừa mới đi xem bóng đá xong ạ. Thế là trong một cái buổi ăn đồ nướng, thế là bạn đấy tới. Và thế là cũng mời bạn join vào cho nó rất là tự nhiên thôi ạ. Và hoàn toàn chưa có ấn tượng gì luôn ạ. Tức là con thì chưa có ấn tượng với bạn này, nhưng mà con thì có ấn tượng với Tiên không? Kiểu một chút xíu đấy, kiểu như là... Một xíu đúng không? Một người rất là thoải mái, kiểu như là trong người rất là tự tin đúng mình, không? Một mình Tiên như vậy. Kiểu nhưng mà chú nghĩ là với một cái cô gái mà có nhan sắc như vậy thì chắc chắn con phải có một chút ấn tượng gì về cái nhan sắc của cổ đúng không? Vâng. Rồi sau đó là chắc có lẽ là lên kế hoạch cưa cẩm cô gái này. Kiểu như là... Thật ra cái cách này con được tư vấn đấy. Tư vấn từ một người anh khác. Anh bảo bây giờ... Anh bảo chú như này, bây giờ mỗi một hôm chú đến nhà chú mua gió hoa quả ô mai hôm nào con mua đầy ắp luôn. Hôm nào cũng đến mà con đến thì con cứ kiểu như nhỉ, con đến sắp đến nhà con bảo Thủy Tiên ơi ra đây anh nhiều tí đây hôm nay anh có ít hoa quả xong rồi con đi về luôn xong cứ thế thôi đưa vào về. Nhưng mà Thủy Tiên anh hỏi nè, cái ngày đầu tiên mà anh qua đó, anh đưa cái vỏ trái cây đó, dạ vâng. Anh dám ăn, con dám ăn không? Có, tại vì... Con không sợ trong đó có độc không? Dạ không ạ, tại vì sao ạ? Lúc đó thì chúng con chỉ là bạn bè công việc thôi ạ, hoàn toàn chưa có gì. Anh ấy rất là kỳ lạ bởi vì là cứ 9 giờ là anh ấy sẽ bảo, alo em xuống dưới nhà nha, anh có cái này. Rồi anh ấy đưa cho con một giỏ trái cây hoặc là ô mai, xong bắt đầu là anh sẽ cứ đưa xong, rồi là đi về liền. Rồi là cứ liền như vậy. Nói một tiếng nào. Dạ.
nhưng mà không hiểu làm sao cái lúc mà cưa con thì thấy nó có nhiều hoa quả với cả ô mai lắm, nhưng từ khi lấy xong thì cũng không biết là anh ấy nói là hình như người ta sập tiệm hay sao, từ đó không có còn người được gần nào nữa. Con mới tức, con tức xong con đợt đó con chuẩn bị đi Thái Lan chơi, thế con mới nói với anh này như thế này, con bảo là nè anh ơi, em chuẩn bị đi Thái Lan rồi đó. Em mà sang bên đấy em thấy anh nào mà đẹp trai nam vương là em thích liền nha. Em đang cô đơn là em thích liền nha. Lúc đó anh ấy sợ lắm ạ. Anh ấy nói rằng này em ơi không có được nha, không như vậy là không có được. Nhưng mà con hỏi thế tại sao? Thì anh ấy chỉ nói là như vậy là không được. Vẫn nhất quyết là không tỏ tình hay là cũng không nói là anh thích em rồi đó hay là em yêu anh đi hay là em đừng có gì ạ. Có sao kỳ vậy không? Là sao mà nói là không được mà không nói lý do. Dạ. Cái đó là sau bao lâu rồi mà con vẫn chưa có dám nói? Sau khoảng độ tầm chắc là cũng chỉ tầm hơn một tháng thôi. Hơn một tháng thôi, nó nói lâu quá, mình cứ tưởng là cả năm. năm mấy. Ai dè là coi như là chỉ mất tốn tiền hoa quả là một tháng trời. Tháng thôi, như vậy là đó chính đó. Xác là có 30 ngày. Khi mà Thủy Tiên mà bảo con như vậy là con biết là à dính bẫy rồi đấy. Ôi. bẫy rồi đó. Dính rồi đấy. Thì tức rồi là sao? Câu đó là con tiếp tục làm gì? Tức là chờ khi mà Thủy Tiên đi bên đấy về xong ạ. Tức là khi mà con nói là thôi em không được có bạn trai bên đấy, chắc là Thủy Tiên cũng biết là à mình thích rồi, mình chưa nói thôi. Mà đi bao lâu? Có Thủy Tiên đi Thái Lan mấy hôm cả? Dạ vâng ạ, đi Thái Lan khoảng một tuần ạ. Xong rồi về nhà thì anh ấy có lại còn trêu lại là thế đã tìm được anh nào chưa? Ồ. Nếu mà chưa tìm lại thì thôi yêu anh đi nè. Như vậy đó. Đó là cái tỏ tình đó chị. Thôi nhưng mà lúc mà anh nói như vậy thì là con có đồng ý liền không? Đang cô đơn mà. Trời, đồng ý luôn ạ. Dạ vâng. Là có nghĩa là gần 2 tháng đúng không? Dạ. Gần 2 tháng. Đúng chính xác là 1 tháng. Tháng tuần á. Tháng tuần đó chị. Nó nghe nè, con á là một hot girl đúng chưa? Dạ. Cũng có chút tiếng tăm. Vậy mà tại sao lại không có bạn trai? Mà tại sao con lại quyết định là chấp nhận ảnh? Thật ra lúc đó thì con chưa có gọi là mình mới thử gọi là làm quen thôi ạ, gọi là mình nhắn tin trò chuyện với nhau nó nhiều hơn rồi mình cho nhau một cái cơ hội thôi, chứ lúc đó vẫn là chưa yêu đâu ạ. Vâng. Lúc đó là cho nhau cơ hội là để mình quan tâm nhau hơn, mình trò chuyện vào mỗi buổi tối, chứ trước đó thì cứ đến tối là anh tới thôi ạ, chứ còn cũng không nói chuyện nhiều ạ. Nhưng mà tụi con đã lấy nhau mấy năm rồi? 1 năm 7 tháng ạ. Như vậy là lúc đó là con mới 22 tuổi thôi đúng không? Dạ vâng. Là xung quanh con là vệ tinh rất nhiều. Dạ. Nếu như cô đoán không lầm thì chắc chắn là như vậy đúng không? Dạ vâng ạ. Mà vệ tinh này cũng thuộc loại là vệ tinh bự chứ không phải là tầm thường đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thì lý do gì mà cuối cùng là con chọn bạn này? Con chọn anh ấy bởi vì con thấy anh ấy có cái chí ạ. Thì đầu tiên là thật ra về bản thân con cũng có rất là nhiều anh tán. Anh này tán nhưng mà cái điều mà con cảm thấy là con cảm mến và cảm phục anh ấy. Bởi vì anh ấy có cái, anh ấy dạy con, anh ấy rèn luyện nên con một Thủy Tiên ngày hôm nay là một người trưởng thành hơn rất là nhiều. Và bởi vì là ví dụ quen những cái anh trước đó đi ạ, là gọi là chỉ quen biết thôi ạ. Ví dụ người ta có thích mình chẳng hạn, cũng có những người người ta muốn lấy mình luôn ạ. Mà người ta cũng là người có điều kiện đấy ạ. Nhưng người ta kiểu con có cảm giác một chút gì đó hơi áp đặt một chút, ví dụ như anh thấy em làm cái này là không có được, em không nên làm cái này, em nghe anh đi, anh là đi trước, anh luôn luôn chỉ cho em những cái tốt nhất, rồi thì em làm này là không được đó, rồi là sẽ có những cái gây lộn hoặc là nói nhau về những cái quan điểm về chia sẻ. Nhưng anh này thì hoàn toàn khác ạ. Anh này thì cứ nếu mà con mà làm cái gì đó mà ví dụ nó chưa được ok, anh ấy sẽ nói rằng Tiên ơi, nếu mà em làm ra cái trường hợp này nha, thì em sẽ có thể đem đến là cái hậu quả như thế này nha. Cái này thì anh tùy vào cái hành động của em thôi. Nếu mà em có quyết định thì anh vẫn tôn trọng. Đó. Và qua rất nhiều lần, vì con rất là ương bướng ạ, qua rất nhiều lần mà lần nào anh ấy nói về đúng kết quả như vậy luôn là con sai nhiều lần. Thì sau đó con thấy là trời ơi, anh này giống thầy bói. Con bảo là sao anh giống thầy bói quá. Nói gì cũng đúng. Thế là sau đó là con thấy là người này là người mà kiểu khiến cho mình cảm thấy tâm phục khẩu phục từ cái cách anh ý rèn luyện mình chứ không phải là cách anh ý ngăn cản mình. Dạ. Anh ấy không áp đặt mình. Dạ. Rồi cô muốn hỏi chút xíu con ha. Vâng. Thì khi mà con gặp Thủy Tiên là trước đó con đã có yêu ai chưa? Trước con yêu rồi ạ. Có yêu rồi. Vâng. Mà lúc mà con gặp Tiên là lúc đó con đang độc thân hay là con vẫn là đang có tình yêu? À lúc mình vừa mới chia tay ạ. Vừa mới chia tay luôn. Rồi và con quyết định là đeo đuổi cô gái này đúng không? Muốn hỏi Thủy Tiên. Dạ vâng ạ. Tức là như hồi nãy cô Vân có hỏi con là
ở cái tuổi của con mà với một cái nhan sắc của con thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều vệ tinh có điều kiện để mà quay quanh con. Vậy thì khi con chấp nhận con quen ảnh, vậy thì khi mà con về nhà ảnh á, thì con thấy ảnh, gia đình ảnh như thế nào, có điều kiện hay không, hay là có được như những cái điều mà như vệ tinh của con mà theo đuổi con á? Dạ vâng ạ. Con thì con cảm mến vì là tâm phục khẩu phục anh ấy, và con lại có một cái điều mà anh ấy rất tuyệt vời luôn, là anh rất là hiếu thảo, rất hiếu thảo luôn ạ. Anh ấy thì bố anh ấy mất sớm ạ, nên là anh ấy ở với mẹ, hai mẹ con nuôi nhau, và thật ra con thương và con cảm mến cảm phục, bởi vì anh ấy là gia đình hoàn cảnh rất nghèo khó, nghèo khó đi lên ạ. Và trong cái thời điểm mà quen con thì vẫn chưa có cái điều kiện gì cả, nhưng con thấy được cái ý chí và cái cách mà anh ấy đã rèn luyện lên con đó. Và khi anh ấy, thật sự là con có điều này con cũng muốn chia sẻ, là con chưa thấy một người đàn ông nào mà suốt ngày mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm, trời ơi, xong đến bây giờ luôn ạ, là cứ một tuần là phải vài lần đang không lại gõ cửa phòng mẹ, xong mẹ ơi cho con ôm mẹ một cái nhá, con yêu mẹ nhiều lắm. Đáng có nghĩa là lắm. Vâng ạ, rồi nhắn tin con chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ nhiều lắm. Trời ơi, anh ấy có nghĩa là nếu mà con rất thương mẹ con và rất yêu mẹ con, nhưng con sẽ ngại một chút không dám nói. Nhưng mà trời ơi, chồng con là một anh thanh niên, một người đàn ông mà trời ơi nói mà đôi khi mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng một chút, nhưng cảm thấy được là anh là một người con rất có hiếu ạ. Đó lại là một cái dạ. Là con là hai mẹ con hả con? Dạ. Chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ. Bởi vậy mắc lòng mắc ruột. Đầu khi mà con ở thì với mẹ thì thật ra mẹ cũng hơi ngại. Xong rồi có một lần là như này, con gọi điện xong con chúc mẹ ngủ ngon, xong là con yêu mẹ xong. Xong rồi mẹ không nói gì cả. Tức là mẹ bảo ừ thôi thì con đi ngủ đi nhá, đi ngủ sớm đi, hai đứa đi ngủ sớm đi. Xong rồi con lại gọi lại một lần nữa. Tức là tắt rồi và con lại gọi lại một lần nữa, con lại hỏi là mẹ quên mẹ chưa nói yêu con à? Thế là mẹ bắt đầu mẹ yêu con, thế bắt đầu là đi ngủ. Dạ. Vì thật ra bản thân con nghĩ bây giờ mình một đời mình sống được gọi là cứ cho là 100 năm đi. Thì còn 100 năm thì mình cứ nói hết lời yêu thương với mẹ mình còn hơn là kiểu nói càng nhiều càng tốt. Còn hơn là đến lúc mẹ không nghe được nữa. Hay quá, nghe những gì mà em tâm sự, thật sự anh rất là ngưỡng mộ em. Dạ. Và ngay cả bản thân anh cũng vậy, anh cũng chưa bao giờ nói câu là con yêu mẹ. Bởi vì đàn ông nó thật rất là nhiều đàn ông Việt Nam mình rất là ngại. Rất là ngại bày tỏ đó. Anh có thể mua những cái món đồ để mà mẹ anh thích. Hoặc anh có nghĩa là anh có thể làm một cái gì đó cho mẹ anh, nhưng mà để nói một cái câu mà mẹ ơi con thương mẹ quá, con yêu mẹ quá như Duyên Hồng thì thật sự rất là khó đó anh. Mà rất rất nhiều những người đàn ông như vậy. Trời ơi, anh ấy còn ôm mẹ hàng ngày rồi thơm mẹ, trời ơi thơm chụt vào má, cứ chụt chụt chụt, trời ơi con xem mà thật, còn lúc đầu con cũng ngại quá. Lần đầu tiên con gặp mẹ của bạn này thì như thế nào? Dạ, mẹ của anh ấy thì mẹ là một người mẹ rất là tuyệt vời ạ. Con thương và cảm phục bởi vì anh ấy là một người con hiếu thảo này, một người rèn luyện nên con những cái đức tính tốt hơn này, con thấy mình trưởng thành hơn này, và đặc biệt nữa là một người mà vươn lên từ trong nghèo khó. Hai mẹ con anh ấy tần tảo nuôi nhau, mẹ anh ấy thì là làm công nhân bốc gạch ấy ạ. Đó, với số lương rất là ít ỏi, nhưng nuôi anh ăn học đàng hoàng. Và sau đó thì khi mẹ anh nghỉ hưu rồi, đó thì là mẹ anh có đi làm phước, làm phúc đó, là đi nuôi các bạn nhỏ chất độc màu da cam ấy ạ, ở trong tại làng hữu nghị Việt Nam ấy ạ. Thì lần đầu tiên con gặp mẹ là khi mà công ty chúng con là tổ chức cái đêm trung thu từ thiện để tới gặp và tặng quà cho các em. Nhưng mà khi mà con hỏi rằng là các em ơi, các em thương mẹ nào nhất, con có hỏi một câu như vậy, thì các em nói là chúng em thương mẹ Thúy nhất. Wow, thế là lúc đó là con biết là mẹ con rất là nhân hậu, rất là nhân từ và chăm sóc các em là không bằng có dễ tấm lòng dạ, không có dễ dàng đâu, nhưng mà mẹ con có thể là dịu dàng để chăm sóc các em mà khiến cho các em thương được, thì phải nói là tuyệt vời và số một ạ. Nhưng mà cái lúc mà mẹ gặp con á thì là mẹ thích con liền không, và cái dạ thái độ của mẹ là cái về tình yêu của hai đứa là mẹ có đồng ý liền không? Dạ vâng ạ, là mẹ của con hầu như là tác thành. Con nói thật luôn là con đổ mẹ trước khi đổ anh ấy luôn. Đổ mẹ chồng hơn đổ chồng hơn ạ. Đáng yêu gì đâu. Vâng, bởi vì là đổ nhau trước mẹ. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước là hai mẹ con đổ nhau trước. Dạ. Trời ơi, tất cả mọi thứ là mẹ vun vén cho chúng con hết, là chúng con mới bây giờ là càng ngày càng gắn bó và khăng khít đấy ạ. Từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau, có bao giờ mà hai đứa giận nhau, có bao giờ xảy ra cái chuyện chia tay chia chân gì không? Wow. Chia tay thì chưa có, nhưng mà nếu mà cãi nhau giận nhau đến mức mà
gọi là đến mức mà kiểu chúng ấy rồi thì có ạ, kiểu như mà... là kiểu nghiêm trọng rồi thì có. Ừ. Có chia tay không? Wow. Không ạ. Không hẳn là chia tay nhưng mà nó bùng nổ. Đó. Lúc đó con cũng không nhớ là làm sao mà chia mà giận dỗi mà định nói chia tay mà gọi là gần như là sắp chia tay rồi đó. Có liên quan đến người thứ ba không? Không. Hay người cũ hay là? Dạ không ạ. Nhưng mà có nghĩa là trong cái quan điểm sống một chút thôi thì là con thì là lúc đó có duy nhất một lần thôi ạ. Là lúc đó là bọn con chưa lấy nhau nhưng mà có một lần là anh đập điện thoại. Rồi anh đập piu một cái, anh bảo là bây giờ đã nếu mà chia tay thì anh không có chịu được nữa. Anh ấy ném bùm xuống luôn. Con bị sốc luôn, con bị gọi là con trời ơi con không thể tưởng tượng nổi. Xong sau đó thì anh về anh ấy lại nghĩ lại và anh xin lỗi bởi vì bình thường anh cũng rất là điềm tĩnh. Nhưng mà có lẽ là khi mà anh ấy vì là một người rất là tình cảm nên là khi mà anh ấy đón nhận được cái sự việc mà ví dụ cãi nhau chẳng hạn thì là anh ấy không có chịu được là anh ấy bùng nổ luôn á. Thôi như vậy là quá đẹp rồi. Ừ. Nhưng mà dạ. cái cuộc cãi nhau đó phải là có nguyên nhân chứ. Nguyên nhân kiểu là gì? Chúng con cũng không nhớ lắm. Nhưng mà phải nói là tất cả những cuộc cãi nhau của chúng con đều có sự can thiệp của mẹ chồng. Trời ơi, mẹ chồng luôn luôn là thương lắm ạ. Mẹ chồng con ví dụ hai bọn con cãi nhau là mẹ chồng con cứ ở ngoài khóc thôi. Cứ ở ngoài khóc xong mẹ bảo xong rồi mẹ còn xách túi xách mẹ đi về, mẹ bảo mẹ đi về quê đây các con nhá. Mẹ nhìn thấy các con thế này mẹ đau lòng, mẹ buồn, mẹ không muốn ở với các con nữa đâu. Xong cũng có một lần chúng con cãi nhau, mẹ chồng con bảo Thủy Tiên ơi con không thương mẹ à. Con về đi con. Con về với mẹ đi. Con về với mẹ đi. Mẹ nói liên tục cái câu con về với mẹ đi. Mà lúc đó con gọi là đang rất là giận dữ với anh này, còn đòi viết giấy viết tờ luôn ạ. Mà mẹ nói con về đi con, về với mẹ đi con. Là lúc đó con cũng rưng là con thương quá. Thế là có nghĩa là mọi thứ là được sự vun đắp từ mẹ chồng đó ạ. Như vậy em quá là may mắn rồi. Dạ. Thôi nếu vậy là bây giờ ngon lành dạ. Rồi bây giờ qua cái phần qua kia đi. Qua tới cái phần hấp nhường dẫn nhất trước đây đi. Nè dạ. Nhường đó, bây giờ, bạn Jin đi. Bây giờ nè, cô ấy đẹp quá. Vâng. Dễ thương quá. Bây giờ lại là một hot TikToker nữa. Vâng. Vậy thì anh muốn hỏi gì chứ trong một năm, đúng không? Một năm bảy tháng ở với nhau. Ừ. Thì cô có lòi cái tật xấu gì ra không? Có tật xấu, có yếu Hạ Duyên Hồng. Con thì thật ra là con thấy có đúng kiểu vài cái tật xấu thôi là gọi là cầm điện thoại nhiều. Đi tắm thì muộn. Thế theo con thì đấy là hai cái tật xấu mà kiểu con là không thích nhất. Cầm điện thoại là làm gì? Nếu là để làm việc ấy ạ. Dạ. Để gọi là thậm chí một ngày cầm đến lúc mà gọi là kiểu thâm quầng hết cả mắt lên. Dạ. Để làm thì người ta TikTok mà người ta làm về IT mà. Dạ. Thì phải chịu thôi chứ giờ dạ. Sao nhưng mà kiểu nhiều khi con mình nghĩ dựng lại hả? Mình vâng lúc làm đó tự dựng hết tự quay nó mất thời gian lắm. Dạ, vâng. Nhưng mà cái lười tắm nó cũng là cái thật xấu nè. Không tắm buổi đêm, tắm đêm. Dạ. Tắm đêm là không tốt, cái đó là à. Không tốt rồi là hai cái đó thôi à. Vâng. Ví dụ nữ công gia chánh thì sao, nấu ăn thì sao, ở nhà có bừa bộn hay không đó, là những cái thật xấu đó. Về cái việc nấu ăn thì vợ con chia sẻ ngay từ ban đầu và là cái này vợ không giỏi lắm, em không giỏi lắm nên là kiểu như là có ok không có thứ ấy. Thì lúc đầu con cũng bảo không được, bây giờ anh đi làm kinh tế, bây giờ em ở nhà em phải làm những cái việc đấy. Nhưng mà vì sao Thủy Tiên là người thay đổi cho con cái quan điểm đấy? Bởi vì là mỗi một người thì thật ra chỉ giỏi một thứ. Và mà bây giờ mình ở với nhau thì đương nhiên là thi thoảng thì vẫn phải nấu. Ví dụ bây giờ dạo này Thủy Tiên rất hay nấu chè các thứ để cho cả gia đình ăn. Thì tức là bây giờ bạn cũng đã thay đổi được nhiều về cái đấy rồi. Không thể bắt bạn là gọi là nấu ăn giỏi mà TikToker giỏi luôn. Nói chung là một trong hai thôi đúng không? À. Ừ. Có thêm tật gì nữa không? Khui ra đi em. Có nóng hay là ở nhà em. Hay là trước khi lên chương trình là cô ấy coi như là căn dặn rồi không được nói tật xấu của tôi nha. À. Có nóng sao? Tính có ai cọc không? À. Sao có hay mua sắm không nào? Có bị cuồng mua sắm không? Mua sắm thì bản thân con thấy là cũng không cuồng lắm. À. Bởi vì nhiều lúc con bảo bây giờ em phải đi mua tất cả những cái đồ này đi để lên đi anh sẽ mua cho em. Vợ con bảo thôi nói chung là không, anh này cứ như chắc anh bị nghiến răng không. Trước khi lên chương trình giờ vậy nè, bây giờ về con mong muốn Thủy Tiên thay đổi điều gì nhất? Con muốn kiểu Thủy Tiên vợ không tắm đêm nữa, tắm sớm hơn. Cái điện thoại thì là sao? Điện thoại thì cầm ít hơn cho đỡ kiểu thâm mắt cái thứ này. Vâng. Cho bớt thâm quần của mắt đúng không? Đó. Rồi bây giờ tới em đó. Ủa anh tới con đó. Dạ. Chồng con có tật xấu gì khui đi con. Thay đổi sắc mặt liền thấy không? Amazing luôn ạ. Trời ơi, chồng con có một cái tật mà hay rút súng bằng một cái. Thủy Tiên. Bằng. Trời ơi nó thúi. Rất thúi.
anh ấy rất chịu khó thả bom trước mặt vợ ạ. Mà chỉ cho vợ người thôi, trời ơi. Thả bom chủ động luôn đúng không? Suốt ngày là cứ con chỉ cần thấy là bắt một cái thôi là con biết rồi. Trời con có chạy trốn đi đâu được không? Không chạy được, anh ấy phải bằng được, anh ấy ghim đầu con lại để cho con. Trời ơi. Tận hưởng không? Để cho con tận hưởng. Mà mỗi lần gì con vui lắm đúng không Khánh? À, Hồng. Mỗi lần gì con vui lắm không? Vâng ạ. Trời ơi. Thật ra con nghĩ cái đây nó cũng là kiểu hai vợ chồng thoải mái, nhưng mà thật ra vợ con xong rồi kiểu bây giờ hơn 2 năm ở với nhau rồi thì bây giờ cũng ấy mà. Nghiện à? Cũng như thế. Nghiện đúng mà không? Ngày nào mà không hút súng là cũng như thế. À. Vâng, cũng trùm chăn. Cũng gọi là con đang nằm là trùm chăn. Thôi. Một đứa rút súng, đứa thả lựu đạn cũng vậy thôi. À, không, ban đầu là bảo em không thích cái đấy đâu. Nhưng tối mà tôi còn đào tạo dần. Mà cái đấy đôi lúc kiểu vợ con bảo cái tối kỵ. Cái là cái gọi là cái không thể chấp nhận được. Nó quá vô duyên. Còn đào tạo bây giờ mà ngày nào mà con. Ngày nào mà anh ấy không rút súng là như em là con khó chịu đúng không? Ừ. Rồi còn đặc xấu gì nữa nè? Là anh ấy rất hay ghen ạ. Ghen, trời ơi. Anh ấy ghen. Là người của gia đình ạ. Ừ. Và hầu như là thời gian anh ấy dành hết cho gia đình, và con cũng không thấy anh ấy có đi chơi bạn bè, bia rồi nhậu nhẹt nào, hoàn toàn không, chỉ có bên vợ và con và gia đình và mẹ. Đó là quay TikTok là hạnh phúc bên nhau, vui vẻ cả nhà thôi. Nhưng mà trời ơi, có một cái tính là siêu ghen tuông là... Đâu ghen sao nào? Trời ơi, dễ sợ lắm ạ. Ví dụ đi ạ. Ví dụ là con mới đi công tác vào Sài Gòn cách đây 3 ngày ạ. Đó, là khi mà con vào là anh ấy sẽ nói một câu là: em đi vào Sài Gòn hả? Đi với Hà hay đi với Vi? Oh, có nghĩa là không cần hỏi con là có cần Hà hay Vi đi cùng không, mà sẽ là đi với Hà hay đi với Vi. Và sau đó thì anh ấy sẽ nói một câu, anh ấy sẽ bảo với bạn Hà là gì? Một tiếng hãy báo cáo cho anh lại một lần xem là sếp đang làm gì. Trợ lý. Trời ơi, bạn trợ lý quản lý đó. Đang làm gì? Rồi có một cái ngày mà nó đặc biệt đến cái mức độ mà anh ấy nhắn tin cho bạn Hà, anh ấy nhắn tin là 5 tiếng rồi chưa báo cáo. Đó. Như vậy luôn ạ. Thế là bạn Hà, bạn ấy chỉ trả lời lại, chụp đúng một bức hình của con, bạn ấy trả lời lại là gì? Báo cáo sếp, sếp đang ngủ ạ. Có nghĩa là 5 tiếng rồi con đang ngủ là nên là bạn ấy không có báo cáo. Phải nói là, mà anh này, ví dụ như là con mặc một cái váy đi làm ấy ạ. Ví dụ đôi khi mặc cái váy xì tin mà ngắn ngắn một chút ạ. Là anh soi cái camera, rồi anh ấy hùng hổ chụp cái camera lại, zoom sát, zoom rỡ nữa. Trời, xong rồi anh về anh đùng. Tại sao đi làm mặc cái váy ngắn như thế này mà tại sao lại ngồi với các em như thế này được? Trời ơi, anh đùng nổi giận rồi là trời ơi, giữ. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì con phản ứng như thế nào? Trời ơi, con... Hay con khoái? Trời ơi, không ạ, không khoái đâu anh ấy. Lúc mà anh ấy ghen là cái số 1 bùng nổ luôn đấy ạ. Nhưng mà con lúc xoa dịu con... cách nào? Con chỉ biết xị mặt thôi chứ không biết làm nào hết. Vô thay quần rồi. Xong rồi xin lỗi. Nhưng mà trời ơi, anh ấy làm căng lên. Và nhớ từ đó thì sau là phải mặc đồ dài. Rồi thì là ví dụ ngồi với các em nhân viên nam chẳng hạn, là phải ngồi cách xa một chút. Và không có trời ơi, anh ấy tia camera dữ lắm ạ. Và đi đâu cũng có người bên cạnh hết ạ. Bây giờ còn vậy không Hồng? Bây giờ đỡ hơn rồi. Vâng, bây giờ thì anh đỡ hơn rồi ạ. Vẫn thế mà. Mới cách đây 3 ngày không, vẫn còn thế mà. Vẫn soi camera. 3 ngày này là con không dặn gì em ấy cả. Dạ, có nghĩa là có không thêm một bạn đi nữa nhưng không còn dặn là phải báo cáo lại nữa rồi ạ. Nghĩ cái đấy kiểu ấy thôi, kiểu bây giờ mình kiểu đi vào Sài Gòn đi một mình thôi ấy, phải đi hai chị em. Nói chung là do thương vợ và lo cho vợ thôi ạ. Cái điều con mong muốn chồng thay đổi là điều gì? Con mong muốn chồng thay đổi ạ. Là con nghĩ là thôi cứ như thế này là rất tuyệt vời rồi. Vì chồng con trời ơi chăm con lắm, chiều con dữ lắm. Vâng, hầu như là con như công chúa vậy. Mẹ chồng con cũng cưng con, nói chung là như công chúa, con như công chúa được bao bọc vậy. Con bảo là tại sao không lấy chồng sớm hơn, thấy sướng quá. Có nghĩa là tại thời điểm này thấy sướng. 22 tuổi lấy chồng là đã sớm rồi. Nhưng mà còn muốn lấy chồng sớm hơn nữa. Vâng, tại vì thấy sướng quá. Thôi nghĩa là không mong muốn chồng thay đổi điều gì. Dạ, cứ vâng. Như thế đúng dạ. Không? Và con cũng vậy, dạ. Đúng không? Thầy muốn cho vợ thay đổi một hai điều thôi, đúng không? Không, chắc là tầm một năm đầu là cũng ấy. Nhưng có mà... cãi nhau có đúng không? Có khủng hoảng. Có. Nhưng mà con cảm giác ít lắm, ít thôi. Nó không có quá nhiều, kiểu ngày nào cũng xảy ra. Nhưng mà đến tầm kiểu càng về sau thì đến tầm bấy giờ kiểu chán chả muốn cãi nhau mình thiệt. không cãi nhau nữa, mệt lắm. Thôi. Thì bởi vậy cho nên giờ tụi con mà đã hình thành được một cái nền tảng như vậy á, là nó quá tốt luôn á. Phải giữ gìn. Tại vì thực ra 24 tuổi vẫn còn trẻ dữ lắm.
Dạ. Rất trẻ luôn á, cái đường đi ở phía trước tụi con còn dài lắm luôn á. Đó, cho nên rằng cứ nương nhau mà sống để mà đạt được cái hạnh phúc lâu dài. Dạ. Và trong câu chuyện hôn nhân của các em chia sẻ đó là những câu chuyện toàn là những câu chuyện thật là dễ thương, thật là đẹp. Đó, thì anh chỉ mong là hai vợ chồng em cứ như thế này mà phát triển và yêu nhau mãi mãi nha. Dạ, vâng. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.